Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine trong 24 giờ qua. Tổng thống Cộng hòa Séc tuyên bố không có cách nào khác ngoài việc ủng hộ Ukraine trước thêm cuộc phản công. Brazil đón bộ trưởng Nga khiến Mỹ phản đòn. Nga dồn quân mạnh nhất đến Batmut, Ukraine dốc sức giữ pháo đài miền Đông. Ukraine bắn hạ 10 máy bay không người lái Shahed của Nga ở mặt trận phía đông nam. Mỹ viện trợ loạt đạn dược khủng tới Ukraine, tăng uy lực cho hỏa thần HIMARS ngay trước lúc Kiev tấn công. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Tuyên My xin được mến chào quý khách thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Tổng thống Cộng hòa Sát tuyên bố không có cách nào khác ngoài việc ủng hộ Ukraine trước thèm cuộc phản công. Kính thưa quý vị, Tổng thống Sát nói rằng, không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ Ukraine. Bởi nếu Nga xâm lược thành công, điều này sẽ mang lại nhiều vấn đề. Tổng thống Cộng hòa Sát đã nói điều này sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stolper, hãng thông tấn Jirinform đưa tin. Đặc biệt, ông Stolper và ông Pavel đã thảo luận về kế hoạch tăng thêm chi tiêu quốc phòng. Kế hoạch này sẽ được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh tháng 7 của Liên minh ở Phineas Tổng thống cho biết Cộng hòa Séc sẽ tăng chi tiêu quân sự lên 2% tổng sản phẩm quốc nội vào năm tới và sẵn sàng thảo luận về việc tăng thêm nếu cần thiết. Ông Pavel nói, tôi rất vui vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ Ukraine, bởi vì nếu Nga thành công với hành động xâm lược của mình, điều này sẽ đồng nghĩa với nhiều vấn đề hơn đối với chúng ta và có lẽ còn nghiêm trọng hơn những vấn đề chúng ta gặp phải hiện nay ông Stoltenberg coi Tổng thống Séc là người ủng hộ mạnh mẽ NATO. Ông đánh giá tích cực việc Cộng hòa Séc đã cung cấp cho Ukraine xe tăng, trực thăng và hệ thống phòng không. Tổng thư ký nói rằng đồng minh phải tiếp tục hỗ trợ cho một quốc gia đang có chiến tranh. Trước đó, Cộng hòa Séc có kế hoạch chuyển cho Ukraine những tài sản không cần thiết từ các kho quân đội trị giá khoảng 600 đến 700 triệu krona, tương đương khoảng 26,5 đến 29,9 triệu euro. Theo chính phủ Séc, trong năm đầu tiên của cuộc chiến ở Ukraine, nước này đã chuyển giao 89 xe tăng, 226 xe chiến đấu và xe bọc thép cùng 38 khẩu pháo. Khoảng 1 phần 3 số thiết bị này đến từ kho dự trữ của quân đội xét bao gồm 6 hệ thống phòng không Strela, 4 trực thăng chiến đấu và 900 mét cầu phà. Ngành công nghiệp quốc phòng Kess cũng cung cấp cho Ukraine 33 hệ thống cứu hỏa. Ngoài ra, Cộng hòa Séc đã tổ chức chuyển giao hơn 1,5 triệu hộp đạn theo yêu cầu của Ukraine. Brazil đóng Bộ trưởng Nga khiến Mỹ phản đồn Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bày tỏ lòng biết ơn đối với Brazil vì cách tiếp cận của họ trong việc thúc đẩy chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Một nỗ lực đã khiến cả khí và phương Tây khó chịu và khiến Tòa Bạch Ốc chỉ trích gây gắt một cách bất thường. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine trong khi đề xuất Brazil và Trung Quốc làm trung gian hòa bình. Ngày 16 tháng 4, khi ở thăm Abu Dhabi, ông Lula nói với các phóng viên rằng quyết định khởi đầu chiến tranh là do cả hai quốc gia, Nga và Ukraine, gây ra. Dường như ông chỉ trích Ukraine và phương Tây, hẳn không thích điều này. Một ngày trước đó ở Bắc Kinh, ông nói rằng Mỹ phải ngừng khuyến khích chiến sự và bắt đầu thảo luận về hòa bình. Đầu tháng này, ông đề nghị Ukraine có thể nhận lại Crimea để chấm dứt chiến tranh. Nhưng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko và giới chức Ukraine đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố này của ông Lula. Sau khi gặp Ngoại trưởng Brazil hôm thứ hai, ông Lavrov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngắn rằng phương Tây đã tham gia vào một cuộc đấu tranh khá cam go để duy trì sự thống trị của mình trong các vấn đề thế giới, bao gồm cả kinh tế và địa chính trị. Những bình luận gần đây của ông Lula, đặc biệt là những bình luận chỉ trích Ukraine về cuộc chiến của Nga vào tháng 2 năm 2022, đi ngược lại lập trường của Liên minh châu Âu, Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Và bất kỳ cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn đều được coi là cơ hội để Nga tập hợp lại lực lượng cho một cuộc tấn công mới. Ông Zelensky nói với hãng tin AP vào tháng trước rằng một tổn thất ở bất cứ chiến trường nào ở giai đoạn này đều có thể khiến động lực chiến đấu gian khổ của Ukraine gặp rủi ro. Phê phân minh, Bộ trưởng Ferreira nói với các phóng viên rằng Brazil coi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga gây ra tác động tiêu cực cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và Brazil ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Sau cuộc họp, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Jokowi đã chỉ trích cách tiếp cận của Brazil đối với cuộc chiến và vì các quan chức của nước này đã gặp trực tiếp ông Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi cho đến nay chỉ nói chuyện với các quan chức Ukraine qua điện thoại. Ông Kirby nói với các phóng viên của Washington rằng, Brazil đã tiếp cận vấn đề này một cách thực chất và khoa trương bằng cách gợi ý rằng Mỹ và châu Âu bằng cách nào đó không quan tâm đến hòa bình hoặc chúng ta chia sẻ trách nhiệm về chiến tranh. Ông Kirby nói, trong trường hợp này, Brazil đang bắt chước tuyên truyền của Nga và Trung Quốc mà không hề nhìn vào sự thật. Ông Kirby cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Biden hy vọng người đồng cấp Lula và những người khác sẽ thúc giục người Nga ngừng ném bom vào các thành phố, bệnh viện và trường học của Ukraine, chấm dứt mọi hoạt động tấn công gây tổn hại cho Ukraine, nói thẳng ra là rút quân Nga khỏi Ukraine. Nga dùng quân mạnh nhất đến Bakhmut, Ukraine dốc sức giữ pháo đài miền Đông. Ukraine tuyên bố các đơn vị quân sự nước này vẫn nỗ lực trụ vững ở thành phố Bakhmut và vùng Donetsk trong bối cảnh giao tranh khốc liệt. Tướng Oleksandr Zizky, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, thông báo hôm ngày 19 tháng 4 rằng Nga đang tập trung lực lượng lớn nhất ở Bakhmut và muốn kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine đang kiểm hãm cuộc tấn công của đối phương trong các trận chiến khốc liệt, gây ra tổn thất đáng kể cho họ. Tướng Zelensky khẳng định Bachmut vẫn là tâm điểm trong cuộc tấn công của Nga khi cuộc chiến giành thành phố miền đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết tổn thất của Nga ở thành phố Bachmut cao hơn gấp nhiều lần so với tổn thất của Ukraine. Đồng thời thừa nhận quân đội Nga đã tiến vào một số khu vực của thành phố. Bà Malia nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước của Ukraine hôm 19 tháng 4 rằng đối phương đang nỗ lực hết sức để kiểm soát thành phố. Họ không chỉ tập trung các đơn vị chuyên nghiệp chính của họ ở đó. Quạch nợ, lực lượng đặc nhiệm, lực lượng không kích, họ còn đưa các vũ khí và thiết bị đến đó. Bà Maria thừa nhận, họ không thể chiến đấu trên đường phố với chúng tôi vì sợ sẽ thất bại. Vì vậy, họ đã triển khai chiến thuật mà họ từng sử dụng ở Syria và đang quét sạch các tòa nhà. Trong bối cảnh như vậy, rất khó để giữ các vị trí. Trên thực tế, không thể cầm chân họ trong tình huống như vậy. Do vậy, ở một số khu vực, đối phương đã tiến công thêm một chút. Tuy nhiên, theo thứ trưởng quốc phòng Ukraine, bước tiến ở Bakhmut khiến lực lượng Nga chịu tổn thất lớn. Đối với Nga, đây có lẽ là một trong những chiến dịch tốn kém nhất, bởi vì họ đã tiêu tốn rất nhiều thiết bị và vũ khí, đồng thời bị lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy ở quy mô lớn. Họ đang chịu những tổn thất to lớn ở đó. Những tổn thất này lớn hơn nhiều lần so với tổn thất của chúng tôi. Bà Maria nói thêm bà Malian nhận định việc đẩy lùi các lực lượng Nga ở Bakhmut là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ vì những tổn thất mà Ukraine có thể gây ra cho Moscow, mà còn vì mục tiêu ngăn cản quân đội Nga tiến xa hơn. Đây là một chiến dịch phòng thủ rất quan trọng, không chỉ cho khu vực này mà còn quan trọng trong bối cảnh đối phương đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Quan chức quốc phòng Ukraine nhấn mạnh. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ngoài Bakhmut, giao tranh đang diễn ra khốc liệt nhất dọc theo mặt trận Donetsk. Aleman, Abdiivka và Marinka. Quân đội Ukraine cho biết thêm, tại khu vực Liman, phía đông bắc Bakhmut, đối phương đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công gần vùng ngoại ô phía nam của Crimea. Ở khu vực Madika, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của đối phương ở Madika và Bodieda. Ukraine xác nhận lực lượng Nga không đạt được bước tiến nào trong chiến dịch quân sự ở thành phố Adivka nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm hôm ngày 18 tháng 4. Adivka còn được gọi là bắp mốt thứ hai do sự khốc liệt của những trận giao tranh tại đây. Ukraine bắn hạ 10 máy bay không người lái xa hết của Nga ở mặt trận phía Đông Nam Không quân Ukraine đã bắn hạ khoảng 10 máy bay không người lái xa hết 136 và sa hết 131 của Nga ở mặt trận phía Đông Nam, Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân của lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo rằng, lực lượng không quân đang tiếp tục các hoạt động chiến đấu chuyên sâu chống lại UAV Shahed 136, Shahed 131 trên mặt trận phía Đông Nam trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Không quân phía Đông. Khoảng 10 máy bay không người lái Shahed đã bị bắn hạ. Trước đó, giới chức Ukraine nói rằng, UAV tự sát của Nga tấn công cảng miền Nam Odessa, nhưng chưa công bố thương vong. Yuri Kret, lãnh đạo cơ quan quân sự Odessa cho biết hôm 19 tháng 4 rằng đối phương sử dụng máy bay không người lái UAV Shahed-136 tấn công thành phố Odessa trong đêm 18 tháng 4. Lực lượng phòng không đã đánh chặn phần lớn phi cơ, nhưng một số hạ tầng dân sự đã bị hư hại. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy âm thanh giống tiếng động cơ cánh quạt của UAV hạng nhẹ cùng cục lửa và tiếng nổ phát ra từ một địa điểm tại thành phố Odessa khi Nga tiến hành các cuộc tập kích ồ ạt bằng UAV vào Ukraine hồi đầu tháng 9 năm 2022, lực lượng phòng không Ukraine đã gặp nhiều khó khăn và lúng túng. Họ sau đó dần rút kinh nghiệm sử dụng thuần thục các loại pháo phòng không rẻ tiền để bắn hạ UAV vào ban ngày. Mỹ viện trợ loạt đạn dược khủng tới Ukraine, tăng uy lực cho hỏa thần HIMARS ngay trước lúc khi ép tấn công. Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine trong bối cảnh lãnh đạo quốc phòng từ hàng chục quốc gia gặp nhau ở Đức vào cuối tuần này, tính toán các bước tiếp theo về việc hỗ trợ Kiev. Theo thông báo từ chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden, từ ngày 19 tháng 4, gói hỗ trợ này bao gồm nhiều đạn dược hơn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, cùng các hệ thống chống thiết giáp, vũ khí nhỏ, phương tiện hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ bảo trì cần thiết. Cụ thể, gói viện trợ này bao gồm đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155 ly và 105 ly, tên lửa dẫn đường bằng dây dẫn và dẫn đường bằng quang học TOW, hệ thống vũ khí chống thiết giáp AT-4 mịn chống tăng, đạn phá hủy để dặn chứng ngại Phật, hơn 9 triệu viên đạn vũ khí nhỏ, 4 phương tiện hỗ trợ hậu cần, đạn pháo chính xác, thiết bị kiểm tra, chẩn đoán hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa xe, thiết bị an ninh cảng biển, phụ tung và thiết bị hiện trường khác. Trong tâm ở đây rõ ràng là đạn dược với tổng gói được ấn định trị giá 325 triệu đô la. AT-4 được đề cập ở trên là một hệ thống chống tăng của Saab được cho là có hiệu quả chống lại xe tăng và phương tiện chiến đấu, tàu đổ bộ, máy bay trực thăng, máy bay và xe bọc thép. Thiết bị này giống với hệ thống M-72 của Mỹ nhưng sức công phá lớn hơn nhiều lần vì đầu đạn nặng gấp 3 lần M-72. Nó đủ khả năng tiêu diệt hầu hết các loại sa tăng của Nga trừ T-90 và T-14. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, khoản viện trợ này sẽ giúp lực lượng phòng thủ của Ukraine trên chiến trường củng cố sức mạnh. Ông Blinken nói thêm, Nga có thể chấm dứt cuộc xâm lược tại Ukraine ngay trong hôm nay. Cho đến khi Nga làm điều đó, Mỹ cùng các đồng minh và các đối tác sẽ đoàn kết và hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karin Shinpia cho biết, Gói viện trợ quân sự mới là một phần trong nỗ lực không ngừng từ phía Mỹ nhằm giúp Ukraine tự bảo vệ mình trước cuộc xâm lược của Nga. Ukraine đang chuẩn bị phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía Nam và phía Đông. Theo đài RT, đây là gói viện trợ thứ 36 Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kể từ thời điểm đó đến nay, tổng viện trợ quân sự của Mỹ dành cho chính quyền Kiev đã lên hơn 35,4 tỷ đô la. Một số ý kiến cho rằng nỗ lực cung cấp vũ khí cho Ukraine đang làm cạn kiệt kho vũ khí ở Mỹ và châu Âu. Tờ Wall Street Journal ngày 18 tháng 4 đưa tin, các nhà sản xuất vũ khí Mỹ đang vật lộn để có đủ động cơ để chế tạo tên lửa cho Ukraine. Theo các tài liệu ngũ chất đài bị rò rỉ gần đây, tình trạng thiếu đạn dược có thể cản trở cuộc phản công mùa xuân của Ukraine. Giới chức Nga cũng cảnh báo với việc trang bị vũ khí cho Ukraine các quốc gia phương Tây đang tự biến họ thành một bên trong cuộc xâm lược. Đầu tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các gói vũ khí của phương Tây đến cây không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cuộc xâm lược. Mỹ loan tin về khoản viện trợ quân sự mới giữa lớp Bộ trưởng Quốc phòng Eloy Austin tới Thủy Điển, khiến ông trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên trong hơn 20 năm tới thăm đất nước này ông sẽ tới Đức để tham dự cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Chirguland để thảo luận về những gì phương Tây có thể hỗ trợ cho Kiev. Theo tờ Political, hai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ và Đức đã đến Chirguland hôm ngày 19 tháng 4 sau khi một nhóm lực lượng phòng không Chirguland hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại với phòng bình luận hoặc gửi qua hồng thư httnews ptva com Một lần nữa, đội ngũ HTT News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.